Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhé. Trung Kiên vừa dọn xong một chiếc xe Mio Classico phiên bản đầu đèn trần, màu cam đen rất là đẹp cho một bạn gái ở trên thành phố Hà Nội nhá. Đây quay qua hình thức xe cho em với cả mọi người nhá, nhìn này. Đấy, được sơn rất là đẹp luôn, sơn vi tính luôn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Vành bánh này, lốp mới tinh nhá. Đấy, vành mới tinh, sơn hết mới nhá. Đấy nhá. Đấy, tem đây nhá. Cái này mình chỉ dán qua tem cho bạn cho nó đẹp thôi. Còn bạn về nhà bạn muốn chỉnh sửa thêm cái tem gì thì bạn chỉnh sửa nhá. Nó màu cam đen rất là đẹp đây. Tiếng máy nổ từng tiếng nhá, thụt mới nhá, bạn nhìn này. Vệ sinh thụt mới biển rất là đẹp à. 29V8 2386 này. Máy nổ từng tiếng bạn nghe này. Từng tiếng nhá. Từng tiếng. Đấy anh em nghe kỹ nhá, từng tiếng này, cái bô này này. Không tiếng động nhá. Không tiếng động. Đấy. Chấm hết luôn này, tất cả mọi thứ sinh nhan đánh bóng này. Nhựa rất là đẹp nhá, sơn màu cam rất là đẹp. Tất cả những anh em mua xe nó phối màu ấy, biết cách phối màu rất là đẹp luôn. Mà màu kem đen nó là màu mốt nhất bây giờ. Đấy, chìa khóa cái thứ này mới tinh hết này. Đấy, chìa khóa mới này, thấy chưa? Đấy nhá. Đồng hồ bóng nét căng này, xe chạy chuẩn của 2.4 này. Đấy. Tất nhiên là một chiếc xe cũ mà được như này quá là đẹp rồi bạn ạ. Đấy, được cái biển nữa, quá đẹp luôn nhá. Tất cả anh em nào có nhu cầu mua xe, anh em nghe rõ nhá, có nhu cầu mua xe mà dọn xe. Đấy, anh em thích dọn tầm tiền bao nhiêu, giá cả thế nào, xe thế nào, vui lòng trước hết là đừng nhắn tin mà cứ kết bạn Zalo, alo trực tiếp Trung Kiên Moto qua số điện thoại Zalo, Facebook, YouTube là 0949191988 hoặc 0358444888. Trung Kiên sẽ tư vấn cho anh em và nhận ship toàn quốc cho anh em, nhấn mạnh là nhận ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền nhá. Đấy, anh em nhìn chiếc xe này phê luôn nhá. Chiếc xe này nếu mà về mà thiết kế tem theo ý ấy, sở thích của mình ấy, anh em về anh em in ra bộ tem rất là đẹp luôn. Nhưng đây mình để mộc luôn, mình để mộc dán tem Classico cho bạn gái luôn, rất là đẹp mà. Có những cái mộc cũng rất là đẹp luôn. Đấy, để chân các thứ sàn có lót hết cho bạn nhá. Đấy, đầu tiên sơn là màu cam, cái này màu đen thì xấu, để sơn cho màu cam bạn này đẹp. Có cái này nó là màu đen sần rồi, không sơn màu cam được bạn nhá. Cái này này nó là màu đen sần rồi, nguyên bản của xe không ai sơn màu cam đâu, mà nếu sơn tiếp cái màu cam thì nó sẽ xấu bạn hiểu không, nó sẽ loẹt quá. Cái màu cam nó chỉ mộc này, màu cam là cam tươi đấy chứ không phải cam gì đâu. Cam tươi chứ không phải cam. Đây anh em nhìn con cam này với cam này khác nhau chưa? Cũng là cam nhưng cam này khác nhau. Đây cam này khác nhau. Còn qua ảnh thì bố nó Photoshop ấy nó sẽ khác. Còn đây là mình là quay video thực tế luôn. Nên rất mong anh em nào chủ mua xe Mio nhỏ, Mio Classico, Cusi, Nuvet, tất cả dòng xe nhỏ, xe ga nhỏ, vui lòng kết bạn Zalo, alo trực tiếp Trung Kiên Moto nhá. Đừng nhắn tin. Anh em alo Zalo mình tư vấn trực tiếp, xem xe trực tiếp. Anh em thích sơn màu gì mình sơn màu đấy, màu này cũng có mà màu A, B, C, D, F, màu gì cũng có. Còn anh em thích tem gì mình in tem cho anh em. Đây như màu này, màu cam đen. Cam đen bóng, anh em nhìn rất là phê luôn. Anh em cứ đi dọn một chiếc xe lên không ở dưới 5, 7, 10 triệu, nói thẳng với anh em đấy. Còn nhiều anh em thích mua xe rẻ, mình cũng có xe rẻ cơ mà, đúng không? Nhưng xe rẻ thì làm sao mà cái xe không rẻ được. Bây giờ xe nó dọn lên, xe không rẻ nó khác với xe rẻ khác. Bây giờ anh em phải biết nhà mình là 2 triệu 9 trở lên nó có Mio giấy tờ đầy đủ rồi. Cộng ship toàn quốc là ship Bắc Nam 450, giờ lên 500, ship Đông 600, ship Tây Cà Mau 700. Giấy tờ đầy đủ, cam kết cho anh em lổ được đi được. Đấy nó có 2 triệu 9, nhưng tại sao vẫn có người mua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu? Vì 2 triệu 9 chỉ dành cho thợ về dọn thôi. Anh hiểu không? Còn xe này mình bán cho anh em về, anh em đã dọn sẵn về chỉ đi thôi. Còn anh em thích, không thích màu này nhá, thì mình dọn màu khác, anh em hiểu ý không? Mỗi người một sở thích, mỗi người một cá tính, mỗi người một mệnh. Đấy, mình chỉ nhấn mạnh cho anh em là chủ mua Galo cho mình, đừng nhắn tin. Đấy, mình sẽ cố gắng dọn cho anh em theo đúng ý. Dọn thế nào, tình trạng thế nào mình sẽ quay video gửi anh em ok anh em mới chốt. Anh em ok có thể chọn màu khác hoặc là chọn xe khác. Đấy, mình đang bận giờ mình đi Quảng Ninh mua cái ô tô Camry cho thằng em nên là mình tranh thủ quay thôi. Thế chào tất cả anh em nhé, chủ mua alo cho mình. Anh em đừng nhắn tin mà anh em cứ alo cho mình bằng Zalo của video, mình tư vấn trực tiếp luôn. Kể cả anh em hỏi giá, anh em không mua cũng alo, mình tư vấn cho anh em nhiệt tình luôn nhá. Ok, chào tất cả anh em nhé. Số Zalo mình là 0358444488 nhá. Mình nhận ship toàn quốc cho anh em, ship Bắc Nam, ship miền Đông, ship miền Tây, Cà Mau, Tiền Giang, Hậu Giang. Ở đâu mình ship nhá. Đấy, ok, chào tất cả anh em. Nhấn nào đến cái kênh mình nhá.